lâu lâu mình mới cho Markel nó nhặt cái quả bóng này các bạn nhé. Nhặt đây, mang về đây, mang về đây, giỏi lắm, ngoan lắm, cho nhặt lần nữa nhá. Đây, mang về đây, đấy, giỏi lắm, đấy, đấy, đây. Cho thưởng cho nó đây các bạn ạ. Bây giờ mình cho cái lắp hộp này nhá. Lắp hộp này mình hay mang đi cho nó, cho nó ăn thử nhá, à, cho nó gắp thử nhá. Mang về đây, mang về đây, mang về đây. Giỏi lắm, giỏi. Cho thử lần nữa nha các bạn nha. Đây 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 đây. Nhặt. Đây. Nhặt. Mang đây. Mang về đây. Mang về đây. Giỏi lắm. Giỏi. Ok, rất thảo ha. Ok ok. Đây 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 đây. Đã cho ăn thưởng đấy. Đây mình mang cái hạt thưởng cho nó đây các bạn này. Bao gồm thức ăn hướng dương và cái hạt láng tròn đấy. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Hôm nay có thể là ra đây nó thấy lạ lạ, nó lại sợ đông người. Đông người nó sợ. Đây là Markel nhà mình nhá. Là bạn Markel nhá. Lâu rồi các bạn có thể không thấy Markel xuất hiện trên trên truyền hình nhá. Ok. Đến tay. Để lắm. Ok. Thôi xuống đây. Cho lần nữa nhá. Nhặt. Mà đây. Mà đây. Mà đây. Mà đây. Ồ, giỏi thế nhỉ. Thôi, ngoan thế. Cho ăn nhá. Miếng nữa thôi nhá. Đây.